tháng 4 năm 2011, khi đó với cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Và 7 năm sau, với cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trở lại chung vui với bà con dân tộc trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân các buôn thôn, xã Đuk Mok, một khu căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày nay có hơn 1.600 hộ sinh sống với 7 dân tộc anh em. Cảm ơn những tình cảm nồng hậu, chân thành mà bà con dân tộc dành cho cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ấn tượng về sự đổi thay toàn diện của Đắk Lắk, những chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước chăm lo cho dân, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc đồng bào thiểu số, có triển khai hiệu quả hay không thì thể hiện rõ nét nhất trong đời sống hàng ngày của người dân. Và đến nay, toàn xã Đuk Mok có 56% số hộ gia đình có nhà kiên cố, 98% số hộ có xe gắn máy, 5 hộ có ô tô và hơn 90% người dân trong xã sử dụng nước sạch và điện. Hàng chục học sinh con em đồng bào dân tộc đã đỗ vào các trường đại học. Trò chuyện với bà con dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặt câu hỏi vì sao xã Đuk Mok lại đạt được những thành tích như vậy. Chúng ta nói là có sự lãnh đạo của Đảng, sự cố gắng của toàn dân thì rất là đúng rồi. Nhưng mà có một cái nguyên nhân hết sức quan trọng, đó là chúng ta có một tinh thần đoàn kết chặt chẽ. Đúng như Bác Hồ đã dạy là đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Đoàn kết thì thắng, không đoàn kết thì thua. Và chúng ta dân gian có câu rất nôm na thôi: một cây thì làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thì nên hòn núi cao. Có đúng không? Nhưng làm thế nào để đoàn kết? Muốn đoàn kết thì không phải từng cá nhân riêng lẻ mà đoàn kết được, mà phải có sự tổ chức lại, tập hợp bà con, tập hợp quần chúng nhân dân trên dưới đồng lòng thì nó mới có được đoàn kết. Muốn như thế chúng ta phải có mặt trận, phải thành lập mặt trận, mà mặt trận phải hoạt động thật tốt. Sống văn minh. Nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử, sự ra đời cũng như vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 88 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là ngày hội của nhân dân, biểu thị sự chung sức, chung lòng xây dựng đất nước. Cách đây 16 năm, theo sáng kiến của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mới tổ chức cái ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Mà hôm nay chúng ta tiến hành cái ngày hội đại đoàn kết với ý nghĩa nó sâu sắc lắm, để chúng ta nêu cao cái tinh thần đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, nhất trí trong người tiến đánh chỉ như một người thôi, đồng tâm nhất trí rất cao thì lúc bấy giờ mới có thể giải quyết được mọi công việc khó khăn. Còn nếu không đoàn kết thì công việc không thành công, mà nếu lại nội bộ lục đục chia rẽ nữa thì thất bại. Cho nên cái ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết dân tộc là như thế. Đây là tư tưởng rất lớn của Đảng ta và của Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà cho đại diện 7 buôn thôn xã Đuk Mok, huyện Krông Anna. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà 20 hộ gia đình tiêu biểu, chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng đến nay cả xã Đuk Mok có 1.100 hộ được công nhận đủ tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 4 trên 7 buôn được công nhận là thôn buôn văn hóa. Nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc các thôn buôn xã Đuk Mok, huyện Krông Anna, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chung vui uống rượu cần cùng bà con. Đây là một nét văn hóa đẹp trong đời sống đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, không thể thiếu trong những ngày hội làng và dành đãi khách, biểu hiện đầy đủ của tính tập thể cộng đồng. Trước đó và chiều tối qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, trao đổi về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đắk Lắk nằm ở trung tâm Tây Nguyên, là tỉnh đứng thứ hai cả nước về diện tích với dân số gần 2 triệu người, có tiềm năng về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đất đai màu mỡ, có nhiều điều kiện để có thể phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất nông nghiệp, thu ngân sách, kết cấu hạ tầng, phổ cập giáo dục, giải quyết vấn đề dân di cư tự do, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bây giờ giữa nhiệm kỳ thì chúng ta phải chuẩn bị kết thúc cái năm sắp tới. Riêng cái việc chuẩn bị quy hoạch, rồi các đồng chí là phải giới thiệu quy hoạch cho Trung ương là trong tháng 11 là phải làm rồi đấy. Cho nên là chuẩn bị đại hội cũng đến nơi rồi. Trong khi đó yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, những cái vấn đề lớn đặt ra đây, như đồng chí Bí thư vừa nói, là rất là cần thiết, không thể không làm được. Nhưng nó có cái mừng là chúng ta có kinh nghiệm trong những năm vừa qua. Các đồng chí tích lũy được những kinh nghiệm. Và quan trọng là nội bộ đoàn kết. Thế rồi huy động cái sức mạnh của các cái tỉnh duyên hải miền Trung gần chúng ta đây thì làm sao mà liên kết, liên thông. Chứ một mình ta cô lập thì chắc cũng không có thể làm được. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn